đau bụng hả? Con hát đó. Mày hát y như mày bị ruột thừa vậy. Mày ca hát. Mày dòm lên mày đi. Anastasia. Ở nhà có hai đứa con gái thôi. Mày nhìn con lọ đem đi. Nó cao người đẹp, người nó đẹp, nó tài năng. Còn đẻ ra mày cao như cái cột nhà vậy đó. Mà không làm được cái gì hết. Tài năng thì không, tài năng thì không. Quần quần với ai vậy? Kênh ai á? Riết tao hả? Riết tao á hả? Tao mà không dạy mày là không được. Tao phải đánh mày thôi.